Xin chào các bạn. Thì các bạn là lâu rồi chúng tôi không làm những các cái đôi loa Chiyoka mà sơn bóng. Thế thì tại cái video này tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng tôi mới nhận được một cái đôi loa từ xưởng gửi lên cửa hàng để test, sau đó rồi đóng gói và đóng gói trở lại và gửi cho khách hàng ở Việt Nam. Thì quá trình mà chúng tôi làm một cái đôi loa chúng tôi cũng rất là cầu kỳ, từ việc chế tạo ra cái khung, các cái giá kệ đến các cái loa và sơn bóng, và sau đó đóng được một cái mầm, cái khung valet cứng như thế này để giúp cho việc vận chuyển đi đường xa nó an toàn. Thì đây là cái video mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, là cái quá trình chúng tôi làm nó rất là công phu, và cũng hy vọng rằng là những sản phẩm ở đến tay với các bạn nó được an toàn và nó có cái giá trị, nó không bị sứt, nó không bị vỡ và nó đảm bảo an toàn và tối ưu cho người chơi khi nhận hàng. Sau đây xin mời các bạn xem quá trình tôi mở cái khung đấy nha các bạn nhé. Cẩn thận này, cẩn thận.